Nhưng mà bước vào cửa đạo đó như con một nhà, thương yêu thể hiện hảo hòa, nghe đạo nghe pháp để mà lo tu, quý vị mình đồng ý không? Như vậy mới gọi là thương yêu lẫn nhau như con một cha. Mà đã là một cha thì sao? Tất nhiên là trong khi đó cùng chung một huyết thống, tất nhiên là trong khi đó đùm bọc thương yêu, tương thân tương trợ, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng cảnh tương giao, đồng tình tương tức, tất nhiên là trong khi đó giúp đỡ, tất nhiên là lẫn nhau, nên gọi là hòa hảo của bác anh em chị đồng đạo, thấy không? Vậy thì bây giờ tinh thần hòa hảo, tất nhiên là hòa giả thì tương thân, hảo giả thì tương trợ, mà tương thân tức bất chiến, tương trợ tức vô tranh, mà bất chiến tự nhiên thành, vô tranh tự nhiên đắc vậy hà. Vậy thì hoàn hảo như vậy mới gọi là tất nhiên là thương yêu lẫn nhau như con một cha. Kính thưa quý đồng đạo, vừa qua thì anh Tư giải qua hai cái đề tài, đó là trực tiếp hỏi, bây giờ tới gián tiếp hỏi. Mà bữa nay có rất nhiều đề tài gián tiếp hỏi, là tới còn tới 4 cái đề nữa. Nhưng mà thôi bây giờ thấy buổi trưa nay cũng thấy nóng nực, thôi giờ ban tổ chức quyết định giải thêm một đề nữa là đề cuối cùng, còn phần 3 đề sau là để gói lại tối đêm nay, hẹn tại nhà anh Hai Cần. Quý vị đồng ý cho chàng pháo tay đi. Rồi Nam Mô Di Đà Phật, gói lại 3 đề tí tối để giải quyết. Thôi giờ cái đề cuối cùng, cái đề gián tiếp hỏi này cũng là rất là thắc mắc. Hồi nãy 4 câu là giáo chủ không có đưa ra những cái câu thắc mắc quan trọng, mà cái đề này là đề hỏi trong 1 trong 8 điều răn cấm, có 9 cái câu thắc mắc lận. Quý vị ráng mà theo dõi để tôi đọc luôn. Nhờ chú Tư Phương giải điều răn cấm thứ 8, con thắc mắc những vấn đề như sau. 1. Yêu thương nhau như con một cha, như thế nào gọi là một cha, mà không thấy một cha mà cứ chia rẽ nhau hoài? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, dìu dắt lẫn nhau là như thế nào? Câu hỏi thứ ba, trọn lành như thế nào gọi là trọn lành? Trọn sáng như thế nào gọi là trọn sáng? Câu hỏi thứ năm, tại sao về cõi Tây Phương mà vẫn còn học đạo? Ở tại thế gian mình có cần học đạo hay không? Câu hỏi thứ sáu, giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ gìn phong hóa nước nhà là cái gì? Câu hỏi thứ bảy, giữ những tục lệ chân chánh là như thế nào? Câu hỏi thứ tám, như thế nào gọi là dị đoan mê tín? Và câu hỏi tiếp theo nghi vấn là đạo đức suy đồi là biểu hiện như thế nào? Chín câu hỏi đặt ra thắc mắc trong cái điều thứ 8 của Đức Thầy Giới Cấm. Thôi nhờ anh Tư trình bày, thời gian thì tôi không biết bao nhiêu, thôi giờ là hết thì nghỉ. Hết đây này thì quý vị mình cũng quan hỷ. Thôi giờ để đây cho anh Tư chi tiết từng phần một. Kính mời anh Tư. Nam Mô Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn chàng pháo tay gian dày quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp. Tiếp theo có tiêu đề thứ 3 mà được đồng đạo nêu lên, trong đó là một đoạn dài và chỉ nói trong 8 điều đang cấm là điều thứ 8 thôi. Mà trong điều thứ 8 đó là cắt đặt lại đó, trong khi đó dặn lại để mà hỏi đó là tới 9 cái khoản để mà chúng ta tìm hiểu của bác anh em chưa đồng đạo. Vậy thì bây giờ là việc không biết thì cần phải hỏi sự còn nghi cố bới cho ra, chứ ầm ừ nửa Phật nửa ma đến rốt cuộc không có ra gì cả. Mà càng gặn hỏi càng gành thật giả, có nghi nan mới có đi sâu, nghi mới tìm thấy rõ đuôi đầu, hỏi mới thấy lý màu đau rốt. Mà dốt không hỏi bao lâu cũng dốt, mà ghi không tìm đến chết chưa thông. Thật chánh tông hai thứ tà tông, mà càng gặn hỏi càng không lầm lạc, đúng không? Vậy thì bây giờ đồng đạo mới hỏi trong cái điều đăng cấm thứ 8, mà bất cứ là ai là cái người tín đồ Phật giáo hòa hảo, chúng ta cũng đều thuộc lòng hết, đúng không? Thuộc lòng hết rồi. Nhưng mà Đức Thầy coi như là nói trong điều đăng cấm thứ 8, quý vị mình được biết vô đầu đó là khi đã coi giảng thì hãy tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu, mình làm lỗi thì đứt bỏ và giữ những điều đăng cấm sau đây. Mà trong đây tất nhiên là cái điều đăng cấm thứ 8, cô bác anh em chừng đọc. Vậy thì bây giờ đồng đạo mới đặt lên điều đăng cấm thứ 8, tất nhiên là tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, thưa cô bác anh em chừng đạo. Rồi đồng đạo mới đặt lên câu hỏi
hậu vậy chứ bây giờ coi như là thương yêu lẫn nhau như con một cha. Mà thương yêu bằng cách nào và thể hiện ra sao cho nó đúng cách, coi như là cái người tu chúng ta là thương yêu lẫn nhau như con một cha, đúng không? Vậy thì bây giờ nếu như thương yêu một cha là cùng chung một quyết thống, đồng sư nhất phụ, tất nhiên là khi người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta coi như là không nhập môn vào đạo thì thôi, mà khi đã nhập môn vào đạo rồi thì người Bắc, người Nam, người Đông, người Tây, tất nhiên tỉnh này, tỉnh khác đi chăng nữa, cô bác anh em dòng đạo, nhưng mà bước vào cửa đạo đó như con một nhà. Thương yêu thể hiện hảo hòa, nghe đạo, nghe pháp để mà lo tu, quý vị mình đồng ý không? Như vậy mới gọi là thương yêu lẫn nhau như con một cha. Mà đã là một cha thì sao? Tất nhiên là trong khi đó cùng chung một quyết thống, tất nhiên là trong khi đó đùm bọc thương yêu, tương thân tương trợ, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng cảnh tương giao, đồng tình tương tức, tất nhiên là trong khi đó giúp đỡ, tất nhiên là lẫn nhau, nên gọi là hòa hảo của bác anh em chứ đồng đạo, thấy không? Vậy thì bây giờ tinh thần hòa hảo, tất nhiên là hòa giả thì tương thân, hảo giả thì tương trợ, mà tương thân tất bất chiến, tương trợ tất vô tranh, mà bất chiến tự nhiên thành, vô tranh tự nhiên đắc, vậy hả? Vậy thì hòa hảo như vậy mới gọi là tất nhiên là thương yêu lẫn nhau như con một cha. Mà đã là thương yêu lẫn nhau như con một cha vậy đó, mà trong khi đó là đồng đạo của chúng ta chia ba xẻ bảy, chia nhóm này chia nhóm khác, thầy đau buồn không cô bác anh em chứ đồng đạo, thấy không? Vậy thì bây giờ đức thầy nói cho chúng ta biết, tất nhiên là cả kêu lớn nhỏ hòa về hiệp nhau một khối chớ hề phân ly. Quốc giả là cả kêu lớn nhỏ hoài dìa chân hòa dưới thuận chớ lìa chớ phân. Đây tất nhiên là đức thầy mới kêu rồi. Vậy thì hòa hảo thì phải hảo hòa, mà không hòa không hảo còn ra cái đạo gì? Mà cửa từ bi đó là phải từ bi, chứ ẩn dương đương Phật là chỉ nguyên sau này ạ. Không phải anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ đồng đạo mới hỏi lên cái ý là thương yêu lẫn nhau như con một cha là thể hiện bằng cách nào? Thể hiện coi như là trong khi đó là thương yêu lẫn nhau như con một cha, tất nhiên là chúng ta đùm bọc tương thân tương trợ, tất nhiên là lo lắng cho nhau, là thương yêu lẫn nhau như con một cha. Chớ có đâu mà trong khi đó cũng anh em cũng huynh đệ, mà trong khi đó là mà trong khi đó cũng đồng đạo của mình không, mà lại nói hơn, nói thô, nói chanh, nói chua, nói cao, nói thấp, nó mặn, nó lạc, nó nhẹ, nó nặng, thì đủ cách trơn trọi. Hảo dĩ đức thầy đau lòng không có bác anh em đồng đạo. Vậy thì thương nhau như thể thương thầy, mà ghét nhau như thể ghét thầy sao nên? Tất nhiên mình ghét rồi, tất nhiên là trong khi đó như mình ghét thầy vậy. Các bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ nếu như người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là không có phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc, cũng không lượng sang hèn, và xóa bỏ hết các từng lớp đẳng cấp xã hội, mà chỉ đặt vào một là nhân loại chúng sanh, đó tất nhiên là chúng ta coi như là thương yêu lẫn nhau như vậy mới gọi là đồng sư nhất phụ, tất nhiên là thương yêu lẫn nhau như con một cha. Đại cơ vậy thôi chứ này nó chính một lần là làm sao chúng tôi bàn hết nổi, quá anh em dùng đạo phải không? Rồi bây giờ trong khi đó nó là đồng đạo coi như là hỏi vậy chứ bây giờ dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức là cái dìu cách sao cô bác anh em dùng đạo? Dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, tất nhiên là cái người đi trước trước, cái người đi sau, cái người đi mau dìu, cái người đi chậm, tất nhiên đồng đạo mình coi như là có người tu trước, có người tu sau, có người tu mau, có người tu chậm, mà có người trình độ cao, có người trình độ thấp, thì bây giờ mình thương yêu lẫn nhau, tất nhiên là mình san sẻ với cái ý kiến của mình, trong khi đó để mà đồng đạo tương thân tương trợ cũng giống như ngày nay vậy. Chứ có đâu mà trong khi đó học được coi như là số kinh điển, học được coi như là một cái lời lẽ coi như là của Khổng Tử, của như là Trang Tử gì đó, rồi đem lại cái bàn, trong khi đó là đức thầy cho chúng ta biết là bàn với luận đặng coi chân lý, mà trong khi đó không chịu bàn với luận đặng coi chân lý, lại san sẻ cho nhau, dìu dắt cho nhau, mà lại bàn, trong khi đó là đồng đạo mình thường gặp những cái chuyện coi như là tranh đua hơn thua, để chi? Để tranh với luận đặng giành cơm cá, mà mình đâu có luận giành cơm cá cái chuyện gì đâu, mà lại coi như là hơn thua để mà tranh với luận đặng giành cơm cá. Cô bác anh em trong đạo là cái chỗ này không đúng. Vậy thì dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, tất nhiên là mình đã biết được giáo lý của đức thầy, thì bây giờ chúng ta phải san sẻ, hiểu được điều đạo đức của đức thầy là phải nói cho người khác nghe. Mình đã gặp con thuyền bát nhã, có lý nào ích kỷ tu thân,
Phật tổ xưa còn ở nơi trần ngày gắng sức ra công hoằng hóa. Vậy thì bây giờ mình cũng noi theo giáo lý của Đức Thầy, thì bây giờ mình biết được điều nào thì bây giờ mình san sẻ cùng với đồng đạo với nhau, gọi là kiến hòa đồng dạy. Có nghĩa là thấy biết giải bài cho nhau, là trong khi đó là dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Thưa các bác anh em dòng đạo, mà nếu được như vậy đó là đồng đạo mình nó có chỗ đoàn kết, yêu thương lẫn nhau rất là quý giá của bác anh em dòng đạo. Đồng đạo mới đặt lên một cái câu hỏi thứ ba nữa, thì bây giờ giữ làm sao cho được trọn lành trọn sáng, đúng không? Giữ được trọn lành trọn sáng. Vậy thì bây giờ cái nào gọi là trọn lành, cái nào là trọn sáng, mà Đức Thầy nói là điều thứ 8 là tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, rồi dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng thì về cõi Tây Phương. Vậy thì bây giờ là trọn lành đó là sao, trọn sáng đó là sao, cô bác anh em chân đạo? Vậy thì bây giờ ở nơi đây là trong 8 điều đang cấm, trong 8 điều đang cấm, điều thứ nhất, điều thứ nhì, điều thứ ba, điều thứ tư, là nếu ai giữ được 4 điều này là trọn lành. Bởi vì cái điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu cờ bạc áo khuyển chơi bời theo đàn điếm, hãy giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Mà điều thứ nhất, điều thứ nhì, điều thứ ba, điều thứ tư, là ai mà giữ được từ 4 điều này là người đó sẽ được trọn lành, đó là giữ đặng. Giữ đặng 4 điều như trên là trọn lành, là hoàn toàn coi như là chúng ta được lành hết. Nhưng mà không có thời gian chi tiết tình tiết hết như là trong cái 8 điều đang cấm. Nhưng mà quý vị mình đọc gà lại đi thì thấy rõ ràng là từ điều thứ nhất cho đến cái điều thứ tư, tất nhiên là ác sử. Mà trong 8 điều đang cấm đó là tam tụ tịnh giới, mà tam tụ tịnh giới tất nhiên là tất cả điều ác chúng ta không làm. Vậy thì bây giờ từ điều thứ nhất cho đến điều thứ tư là ác mà chúng ta không làm là được trọn lành. Rồi điều thứ năm, điều thứ sáu là mê tín, không? Điều thứ năm, điều thứ sáu, điều thứ bảy là ba cái điều như trên, tất nhiên là trong khi đó là mê tín. Mà cái điều thứ bảy tất nhiên là chúng ta phải mở cái trí để sáng suốt, để mà tìm hiểu. Nếu được mở trí như vậy là được coi như là trọn sáng. Vậy thì điều thứ năm mê tín, điều thứ sáu mê tín, mà mê tín tất nhiên là vô minh. Mà vô minh mà nếu như chúng ta diệt được vô minh rồi tất nhiên là nó sáng suốt chứ có gì đâu, phải không? Là được trọn sáng. Vậy thì ai giữ được trọn lành là 4 điều như trên là đặng trọn lành, và trong khi đó 2 điều sau, điều thứ 5, điều thứ 6 là được trọn sáng. Mà điều thứ 7 tất nhiên là đứng đức mọi việc, chi dầu sự đời hay đạo đức, ta hãy suy xét cho minh lý rồi sẽ khoán đoán việc đó. Tất nhiên được mấy điều như trên là chúng ta sẽ được trọn sáng. Vậy thì bây giờ nếu như ai giữ đặng như vậy từ điều thứ nhất cho đến điều thứ 7 là người đấy tất nhiên là sẽ được trọn lành và trọn sáng, của bác anh em nhiều năm là về cõi Tây Phương liền đó, không? Về cõi Tây Phương liền. Nhưng mà tại sao về cõi Tây Phương? Giờ đồng đạo mới đặt lên câu hỏi nữa, về cõi Tây Phương an dưỡng học đạo cho hoàn toàn, rồi ở đây không học sao, không? Vậy thì bây giờ Đức Thầy bảo cho chúng ta biết là nếu như chúng ta rảnh việc thượng vậy, trong điều đăng cấm thứ 8 nè, nếu chúng ta rảnh việc tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc thường câu kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, đúng không? Vậy thì bây giờ Đức Thầy bảo cho chúng ta coi như là bây giờ phải học ngay trong lúc này, chứ đâu phải về tới cổ cực lạc mới học, không? Vậy thì bây giờ hàng ngày chúng ta nếu rảnh việc giờ nào là coi kinh điển giờ đó, mà bây giờ ngược lại không biết nấu động chạm tới quý vị, mình cũng thông cảm quan hỷ cho nghe. Đức Thầy bảo cho chúng ta tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc rảnh việc là thường câu kệ giảng, không? Mà mình lúc rảnh việc rồi không chịu câu kệ giảng, câu vậy câu phim, có đức cầu nó ngắt đầu như vậy đó. Tất nhiên không chịu coi như là coi kệ giảng gì trân trọng, rồi làm sao khai mưu coi như là cái tâm trí mình được sáng suốt. Mà thương đó coi như là mấy chục tập vậy đó mà cũng ngồi câu được, cô bác anh em dùng đầu không? Còn đánh cờ ha, đánh cờ như là đói bụng mà không dám về luôn, mà câu đó câu được, không có than nhất sống chỗ nào trên trời. Mà câu giảng chút xíu không biết nó có cái buồn phép gì mà câu chút cái buồn ngủ kỳ cục vậy đó, chứ là câu chừng trang hai trang là con mắt nó nhíp hết rồi mà con cờ con mắt coi như là con đánh cờ con mắt coi như là nó chào cháo mà không ngủ luôn. Như vậy là quý vị mình thấy cái chỗ này nó đi sai cái con đường của Đức Thầy đã chỉ dạy rõ ràng không? Vậy thì bây giờ Đức Thầy
tôi nói ngay trong lúc này là tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc rảnh việc thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, mà không chịu coi như là coi kinh giảng để mà học đạo. Thôi giờ tôi chờ coi như là ông Phật ông rước mình về chển người hở coi như là học đạo, thấy không? Mà tác dụng mình về có cực lạc, rồi bây giờ trong khi đó ở đây mình không học rồi về chển người làm sao mà trong khi đó mà mình học đâu? Bây giờ học trước đi cô bác anh em dòng đạo. Vậy thì nếu như chúng ta mà khi được giảng sanh về thế giới cực lạc rồi thì tưởng y y chí tưởng thực thực lai đến lui tự tại, nước chim cây rừng gì cũng thải đều nói pháp hết, chứ không phải ông Phật ông nói pháp không đâu nghe cô bác anh em dòng đạo. Đó là đảo cho hoàn toàn phải không? Cho nên cái cõi cực lạc rồi đấy hen, trong khi đó là cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm, là cõi cực lạc thành tựu cái công đức trang nghiêm không thể tưởng tượng được. Vậy thì bây giờ ở cõi cực lạc đó là trong khi đó là cực lạc quốc độ hữu chủng chủng kỳ diệu tạp sắc, là bây giờ cái cõi cực lạc đó là có rất nhiều loại chim màu sắc rất là đẹp, gọi là hữu chủng chủng kỳ diệu tạp sắc chi điệu, bạch hạc khổng tước ca lăng tần già cộng mạng chi điệu thị chư chúng điệu chúng dạ lục thời xuất hòa nhã âm kỳ âm diễn sướng ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phận. Vậy thì bây giờ ở cõi cực lạc có tất cả các loại chim rất tốt, nào là cộng mạng ca lăng tần già và hằng coi như là ngài, như vậy là tất cả các loại chim đó coi như là hót lên những cái tiếng pháp, mà khi chúng ta nghe được cái tiếng pháp đó rồi thì tăng trưởng coi như là cái lòng của chúng ta coi như là đến cái chỗ coi như là không còn coi như là ô nhiễm nữa. Có bác anh em dùng đạo không? Giá vừa tiếng pháp ngân gian, người nghe thơ thới lòng càng tiến tinh. Vậy thì bây giờ gió đưa trong hàng bảy báo đó hen cũng có tiếng pháp, rồi tất cả các loài chim đó tất nhiên là khi mà hót lên cũng là cái tiếng pháp, thấy không? Rồi Đức Phật A Di Đà lại nói trong bộ kinh đó, nói là cái cõi cực lạc đó là trong khi đó những cái loài chim không phải vì cái nghiệp báo sợ sanh. Cái cõi cực lạc không bao giờ có những cái loài chim đó, nhưng mà sở dĩ Đức Phật quá hiện ra bạch hạc xá lợi ca lăng tần già để hằng ngày có như là thuyết pháp cho chúng sanh, đó là Phật quá hiện để mà thuyết pháp cho chúng sanh mình nghe. Vậy thì bây giờ về cõi cực lạc rồi thì trong khi đó coi như là tất cả những cái gì trên cõi cực lạc cũng là pháp không, ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phận. Khi mình nghe rồi tất nhiên là coi như là sanh lòng đó là Phật pháp tăng, là con người chúng ta là cởi mở nghiệp duyên liền. Còn ở trên thế gian này đó là quý vị mình đi đó hen, một hầu bắt đầu nghe cái tiếng thị phi, hầu nghe ba cái tiếng ta nhạc coi như là minh dương lệ thủy thâm thầm chiều trôi, tới chừng đó nghe đâu bắt đầu nghe mà sanh cái lòng tục không hả, nghe không có cái chỗ nào coi như là sanh Phật pháp tăng được trơn trọi. Ông nghe tiếng thị phi rồi bắt đầu về còn kể lại nữa, còn nghe đạo ông Tư Phương nói coi như là suốt cả tiếng đồng hồ, ông Nam Tiếp nói chừng 40 phút vậy đó, về hậu nhớ về không có nhớ. Còn bà hai bà ba gì chữ lộn đắng đó ha, ông sùm chân bất diệt kể lại không thiếu sót một câu. Cái tâm mình khôn nhà dễ chờ đâu, cái chúng sanh mình nó là như vậy đó, thấy không? Không kể không sót, là cái chuyện thị phi trên thế gian là như vậy đó cô bác anh em chưa đồng đọc đó. Vậy thì bây giờ ở đây coi như là nếu ai giữ đặng chọn lành chọn sáng về cõi Tây Phương an dưỡng học đạo cho hoàn toàn trở lại của giới chúng sanh, là người tu chúng ta khi giảng sanh về cực lạc rồi không phải ở trển luôn, mà trong khi đó là phải trở lại để cứu vớt chúng sanh, trong đó có ông có bà có cha có mẹ mình ở trên thế gian này nữa. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta coi như là khi học đạo cho hoàn toàn phải trở lại. Ví dụ như bây giờ Đức Thầy hay không, cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc chẳng ở yên còn xuống hồng trần, ấy vì thương trăm họ vạn dân nên chẳng kể tấm thân lao khổ của mình cũng vậy. Mà mình khi được vãng sanh về thế giới cực lạc rồi là chúng ta coi như là thấy tất cả ông bà, cha mẹ, dòng họ của mình bây giờ còn đắm chìm trong bể mê sông khổ. Cho nên mình bây giờ phải quay trở lại dẫn chiếc thuyền từ bi trở lại để cứu độ chúng sanh, chứ không có nở ở trên cái ngôi vị đó cô bác anh em dân đạo. Đó là Đức Thầy mới nói an dưỡng thôi về cực lạc, an dưỡng thôi về cực lạc, thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngài ban thưởng công tu là an dưỡng thôi. Rồi chúng ta cũng phải trở lại cứu độ cho chúng sanh, đó là giữ đặng trọn lành trọn sáng về cõi Tây Phương an dưỡng học đạo cho hoàn toàn ha. Học đạo nãy giờ đã kể đó, rồi mới trở lại cứu giúp chúng sanh, tất nhiên là trở lại để mà cứu cho tất cả các chúng sanh, trong đó có ông bà có tổ tiên và có dòng tộc của mình nữa cô bác anh em dòng đạo. Vậy thì bây giờ ở đây đồng đạo mới hỏi thêm coi như là bây giờ coi như là mà giữ gìn phong hóa nước nhà, mà cái giữ gìn phong hóa nước nhà đó là gì? Là trong tất cả thiện nam tín nữ lúc rảnh việc thường câu kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh
bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín làm cho đạo đức thái quá suy đồi. Vậy thì bây giờ tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, thì bây giờ nếu như chúng ta người tu là chúng ta phải giữ cái phong hóa. Mà phong hóa đó là gì? Phong hóa đó là đất nước Việt Nam chúng ta là ảnh hưởng rất nhiều, coi như là cái đạo của Khổng của cô bác anh em trong đạo. Cho nên đọc đủ tất nhiên là giao phong và cái tộc hóa. Vậy thì phong hóa tất nhiên là ở nơi đây là cái tộc hóa, là đất nước Việt Nam có trên 2.000 năm văn hiến là. Tất nhiên là bây giờ chúng ta có một cái phong độ của đất nước Việt Nam mà Đức Thầy cho chúng ta biết là sao? Là A Nam phong hóa lễ nghi, thấy không? Là đất nước Việt Nam chúng ta có cái phong hóa lễ nghi. Mà phong hóa lễ nghi đó là sao? Tất nhiên là con đối với cha, mà chồng đối với vợ, thấy không? Rồi bạn bè đối với nhau, tất nhiên đây là cái phong hóa lễ nghi. Mà đời nay dân vật bỏ đi chẳng gìn, thấy không? Bỏ, không có giữ cô bác anh em dùng đạo. Nên Đức Thầy lâm phàm cứu độ cho chúng sanh, Ngài mới nói cho chúng ta biết nên ta đem đạo đức duy trì gìn trở lại. Nên ta đem đạo đức duy trì gìn tục cổ để người chẳng rõ, là gìn lại cái đạo giao phong, thấy không? Vậy thì cái phong hóa cứ như là Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta biết, nếu ai giữ được như vậy thì bây giờ đây là phong hóa nè, thấy không? Đạo tâu chú chặt gìn câu trung thị, đạo thầy trò khắc cốt với ghi xương, đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thửng hòa cho đến thác, biết lễ nghĩa kính yêu cùng cô bác nội tông cùng ngoại tổ với cậu gì, thì kính nhường anh chị kẻ có chi mắt chẳng thấy lũ dân huy sợ cha, đạo bè bạn bất phân nhân với ngã nè, chữ nghĩa tình sắc đá mới bền gan, đây là cái phong hóa đó. Như vậy là cái phong hóa lễ nghi tất nhiên là cái lễ của người đất nước Việt Nam chúng ta coi như là đầy, coi như là cái sự phong hóa. Mà bây giờ bỏ hết rồi, nên Đức Thầy nói là bút lan dẹp giới dĩa nghiêng, thế vào bút sắc cùng viên mực tròn, lần lần thế đạo suy mòn, nền xưa nếp cũ hỡi còn mấy ai, tất nhiên không còn ai hết đâu. Vì vậy cho nên Đức Thầy trong khi đó mới cảnh giác và cho người dân tộc Việt Nam của chúng ta như là phải biết được cái lễ nghi đó để mà chúng ta sống lại, cô bác anh em trong đạo ha. Nay tục cổ sát khùng để tóc, tất nhiên là hình thức là để tóc mặc đồ bà ba, đây tất nhiên là lễ nghi của đất nước Việt Nam, cô bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ qua câu này tất nhiên là phong hóa lễ nghi, là người con người Việt Nam của chúng ta tất nhiên là phải đầy đủ phong hóa, đầy đủ lễ nghi, chứ không phải giống như cái người của Tây Âu mà trong khi đó là con người coi như là chỉ biết coi như là vì đời nay chúng nó dụng tiền thôi, ít ai dụng chữ nhân chữ nghĩa, tất nhiên là cái nhân nghĩa ít lắm cô bác anh em như đạo. Còn đất nước Việt Nam chúng ta coi như là đầy sự coi như là nhân nghĩa, thù tạc giảng lai qua lại, đây tất nhiên có lễ nghi. Vậy thì bây giờ coi như là cái chót hết đó, đồng đạo mới hỏi vậy chứ bây giờ bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín làm cho đạo đức thay quá suy đồi. Mà cái nào là mê tín, cái nào mà làm cho đạo đức suy đồi? Thôi giờ nó mau đi, thời gian coi như là nó cũng gần hết rồi. Vậy thì bây giờ là mê tín nó là gì? Mê tín tất nhiên là tín theo con đường mê. Dị đoan, dị tất nhiên là khác, đoan là mối. Dị đoan tất nhiên là mối khác, còn mê tín là khác, dị đoan là khác. Cho nên chúng tôi phân tách hai cái này thôi, rồi đến coi như là cuối cùng cô bác anh em dân đạo. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết là bỏ dị đoan mới thấy đạo màu, bớt giả dối là gặp người thượng cổ, cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ cái mê tín và cái dị đoan, hai cái này khác, quý vị mình nên phân tách cho nó kỹ để mà tìm hiểu cho nó rõ ràng. Có nhiều khi chúng ta không biết cái nào chân, trong khi đó cũng đặt lên là mê tín không phải vậy. Vậy thì bây giờ mê tín, tín là tín, mê là tin theo con đường mê, mê là lầm lạc. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta tu theo giáo lý của Đức Thầy là con đường chánh tín, đâu đó rõ ràng Đức Thầy dạy trong giáo lý là chúng ta tin như vậy, tất nhiên là tin theo đúng. Mà Đức Thầy nói là đừng bả đâu, tin bướng nghe càng là ngu muội đấy, đọ thân uổng kiếp, đó là mê tín. Cho nên tin dễ giải thường gieo ân hận, mà tin bướng càng lầm lẫn càng nhiều. Không tin thì đạo không siêu, dễ tin quá cũng chẳng tiên nghiệp trần. Mà dễ tin đắc tâm thần dễ động, mà dễ động tâm dễ móng sự trần, mà sự trần dắt được tâm thần khác nào như bị thọt chân vào cầm, thấy không? Vậy bây giờ mê tín tất nhiên là trong khi đó là Đức Thầy giải cho chúng ta ba ngôi thờ cúng là chánh tín. Vậy đó mà trong khi đó bắt đầu là đau bụng, nhức đầu hen, rồi nhức lưng, nhức xương sống gì không biết,
tăng cai tỳ huế thận mình đương nhiên là do nơi tứ thời cảm mạo bất hòa, do nơi thân mình yếu đuối cảm những tà khí mà sinh ra bệnh tật. Vậy đó bắt đầu con ông mười bà bảy cô năm gì không biết, nó mất cửu thiên quyền nữ thánh anh lai sát chú tiên chú ngọc nha, rồi mất coi như ông táo ông chuồng gì đó không biết, mới về cúng coi như là lập trang để thờ. Mà quý vị mình thấy cái chỗ này nó không dựa vào trong cái gốc, không có căn cứ, mà đức thầy cho chúng ta biết chỉ thờ lại đức Phật tổ tiên ông bà và các vị anh hùng của đất nước, không nên thờ một quỷ tà thần nào mà không rõ căn tích. Vậy thì bây giờ quý vị mình thử nghĩ, mình thờ thánh anh lai sát chú tiên chú ngọc cửu thiên quyền nữ hỏi cái gốc ở đâu, biết gốc không mà thờ, không biết gốc là mê tín chứ còn gì nữa không. Có người hỏi chứ ông địa ông táo hỏi gốc đâu, chú tư tôi nói cái gốc ở ngoài lá thiêu á, nó sao không biết à, hay vậy vậy chứ ra ngoài còn nắng ngoài nhóc vậy không phải gốc vậy sao, gốc lá thiêu chứ không bây giờ thôi quá anh em dừng đạo. Mà bây giờ người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta tin tưởng như vậy mà tu như vậy mà thờ như vậy mà không rõ căn tích là mê tín. Cô bác anh em dừng đạo. Còn dĩ đoan nó là sao? Dĩ đoan thì bây giờ những cái coi như là con đường khác người ta truyền vào, dĩ là khác, đó là mối, có mối khác nó lồng vào trong cái đạo của Phật giáo hòa hảo chúng ta. Ví dụ như bây giờ trong những cái ngày Tết, rồi bây giờ coi như là sát sanh hại vật mà cúng tế trời Phật như vậy, tất nhiên là trong khi đó đức thầy cho đó là dị đoan. Cô bác anh em dùng đạo có không? Cho chúc mừng năm mới mới buổi qua bỏ bớt dị đoan. Đây là đức thầy cho biết là bỏ bớt dị đoan, chẳng cúng gà, che niêu phơ phất không còn thấy mà ra mắt tiêu mòn bữa thứ ba. Cái chỗ này là dị đoan nè. Cái chỗ này không có cái như là cái con đường mà giáo lý đức thầy chỉ dạy, mà chúng ta làm như vậy tất nhiên là chúng ta bị dị đoan. Cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ không biết nói làm sao cho hết trong thời cái gian mà nếu như chúng ta tình tiết hen, dị đoan mê tín đối với người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta còn đi theo con đường đó là rất là nguy hiểm cho chúng ta, cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ con người tốt chúng ta cần phải chánh tín, cần phải hiểu rõ ràng đi con đường lối của đức thầy đã chỉ dạy, phải sáng lập trang chỉ muốn để thờ, không lo cúng bái bao giờ trăng linh. Người tu chúng ta mà nếu như mà không thực hiện được cái điều đó mà chúng ta cứ chạy theo vấn đề mà dị đoan mê tín thì càng ngày càng đi xuống vào cái con đường tâm tối. Mà khi đi vào cái con đường tâm tối rồi thì bây giờ chúng ta biết làm sao được cái ngõ ra, phải không? Vậy thì bây giờ con đường tu chúng ta rất là quan trọng, rất là sáng suốt là có bát chánh đạo của đức thầy. Một chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh nghiệp, bốn chánh tinh tấn, năm chánh mạng, sáu chánh ngữ, bảy chánh niệm, tám chánh định. Chúng ta đi theo tám con đường chánh đó là chánh. Còn ngược lại nếu như chúng ta không đi theo những con đường chánh đó là chúng ta đi theo cái con đường tà, tạo tà chỉ tạo kiếp mê. Con đường chánh giác mới tụ về giác quan. Cho nên bây giờ chúng ta muốn đi con đường sáng lạng là chúng ta phải đi theo con đường chánh của bác anh em dòng đạo, đừng chạy theo gì đoạn bị tinh. Thưa quý vị, vậy thì điều đăng cấm thứ 8 này là điều đăng cấm tóm tắt lại là người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta phải giữ cho nó trọn vẹn để mà được giảng sanh về thế giới cực lạc. Đó là ai giữ đặng trọn lành trọn sáng thì về cõi Tây Phương an dưỡng học đạo cho hoàn toàn trở lại của giác chứng sanh. Đó là điều mong ước của đức thầy. Vậy thì nếu như chúng ta được mong ước như vậy, được đức thầy mong ước như vậy thì bây giờ chúng ta phải cố gắng làm theo lời của tổ thầy đã chỉ dạy. Như vậy coi như là mới đúng là trò ngoan của đức thầy, là trao thân phận rạng danh hiếu đệ thỏa dạ thầy nơi chốn mây rầm, đừng chia lìa bắt tổ nam tông, chỉ biết giống lạc hầm đường cậu. Vậy thì bây giờ nhu cầu một cuối cùng sau của chúng tôi gặp gỡ cùng với quý vị đó thì bây giờ chúng ta là người tín đồ Phật giáo hòa hảo là chúng ta phải kiên gan, phải thiết thực và phải trung thành và phải hết lòng đối với giáo lý đức thầy để chúng ta coi như là thực hiện điều đó là đức thầy hết sức là vui dạ. Đó là dù cho lằn lóc ráng kiền trình, kiên trinh mà chịu lúc nặng tay, dẫu chó kiểu có gian nan dạ chở nài, vàng đá ba phen cơn nước lửa, chỉ thao lắm chuyện lúc non hài, bờ gian chờ bạn ngày xâm hiệp, gắn chí trong mong bữa tiệc khai, thiên địa từng qua gom một mối phàm trần dạng kiếp kiến bồng lai. Các bác anh em dừng đạo. Dạ kính thưa quý vị, suốt trong thời gian trên dưới 2 tiếng đồng hồ chúng tôi trao đạo giáo lý cũng như đồng đạo năm tiếp nhân ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thượng niên cho là đấng thân của anh chị Năm hôm nay. Nếu như chúng tôi trao đạo giáo lý tất cả quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật pháp có điều chi gọi là phước duyên công đức, chúng tôi xin đề nghị chung đồng đạo chúng ta hợp tác lại để tạo thành một món quà khinh thanh công đức để hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Cầu nguyện cho kẻ âm được siêu, cầu nguyện cho người dân được thấy, cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, cầu nguyện hưng linh người quá dạng là đấng thân coi như là anh chị Năm hôm nay.
được nương vào công đức này, hành trình này mà được nhẹ tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ân trăm hồng, ân tâm bảo luôn luôn lúc nào cũng gia trì hộ độ cho tất cả chư quý vị thân được mạnh khỏe, tâm được khinh an, trí tuệ luôn được mở mang và tu hành được luôn tinh tấn, và cố gắng tinh tấn mãi trên con đường tu học của mình để sau này Đức Tôn sẽ trở lại tất cả chư quý vị mình có đầy đủ hành lành, đầy đủ quốc gia mà chúng ta được gặp thầy trong ngày lòng qua đại hội tăng dân thánh đức lễ phép cuối đầu. Kính chào toàn thể chư quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.